Vâng, hello, xin mến chào các bác và anh em. Hàng liên tục được test gửi đến các bác và toàn anh em đến các tỉnh để phục vụ nhu cầu hút ẩm, lọc không khí, khử mùi, diệt khuẩn, lọc bụi mịn. Và nếu như bác dùng điều hòa và mùa hanh khô thì nó lại chuyển sang bù ẩm. Đây là những chiếc máy lọc không khí cao cấp nhất hiện nay tại Nhật Bản. Vâng, máy lọc không khí Daikin 4 trong 1, đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay lại về được hai chiếc cực kỳ đẹp, một chiếc đời cao chót vót, mới tinh 100% nguyên siêu, nguyên cả giấy tờ catalog. Và một chiếc này cũng long lanh không kém phần. Chiếc này mới tầm khoảng 95, hơn 95%, còn chiếc này thì 100% nguyên giấy tờ luôn. Công suất của con này phục vụ cho tất cả các căn phòng từ 80m², nếu như kín cửa xung quanh thì nó có thể lên đến 120m², phục vụ nhu cầu hút ẩm này, lọc không khí này, lọc bụi mịn bay lơ lửng trong không khí. Nếu các bác không nhìn thấy đâu, nhưng mà trong không khí nó có bụi mịn rất là nhiều, các bác hít trực tiếp vào phổi thì con này nó hút cả bụi mịn và khử mùi. Chỉ cần hút thuốc này, thắp hương này, đun nấu này, hoặc là các mùi hóa chất này, hoặc là gần đồng mà người ta phun thuốc sâu này, thì con này nó lọc không khí cực kỳ tốt và hiệu quả, nên các bác đánh rất giá rất là cao. Đây là phân khúc cao cấp nhất của máy lọc không khí đấy. Mỗi căn phòng, mỗi ngôi nhà như là ngôi nhà ống 2 tầng mà đóng kín cửa xung quanh, và đồng thời đằng trước có cửa thủy lực, đặt một chiếc máy này tại trung tâm phòng khách thì nó sẽ hút liên thông từ phòng khách đến phòng cầu thang, hành lang và có thể vào bếp núc nữa, cho môi trường cực kỳ tuyệt vời. Chỉ cần nhà đun nấu này, thắp hương, hút thuốc và các cái mùi hóa chất là đã xử lý trong một nốt nhạc thôi, là cho môi trường cực kỳ trong lành. Con này nó lọc bằng cái công nghệ lọc kép, rất là nhiều tầng lọc, và khử mùi bằng công nghệ trimmer. Đấy, đây là màn hình hiển thị và có chức năng Econavi siêu tiết kiệm điện. Đấy, nên máy này các bác dùng quanh năm ngày tháng, 365 ngày, không kén ngày, không kén mùa. Nên bác dùng như dùng tủ lạnh, và chi phí điện năng cho máy này cực kỳ là ít. Nên là máy này nó rất là hiệu quả. Còn máy mới như thế kia mà phun thùng xốp là đầu hàng giao báo giá lên đến 28-30 triệu. Đấy, nhưng con này nó thiếu một cái thùng xốp thôi, nó rẻ đấy khá là nhiều, nhưng mà nó đẹp đẹp xuất sắc luôn. Còn con này mới trên 95%, hàng đây là hàng cao cấp nhá. Thế còn máy lọc không khí thì không thể bì được, có những chiếc nó chỉ có 1-2 triệu thôi cũng có, nhưng đó là cái phân khúc khác và nó là hàng đẳng cấp, ở cái đẳng cấp khác. Con này là hệ cao cấp, cực kỳ đẹp luôn, tất cả nhựa vỏ của nó long lanh luôn đấy, vừa dùng vừa trưng bày cho những căn phòng khách của các bác đấy, rất đẹp luôn. Con này thì nó đẹp, máy zin hết nhá, toàn bộ máy zin 100%, nhưng con này độ đẹp của nó tầm khoảng 95%, 95%, nó là thuộc hệ xuất sắc rồi, 95%. Còn con này là mới tinh, nguyên catalog, chưa một lần bấm nút sử dụng. Đấy, bác nào có nhu cầu về hàng cao cấp cũng có này. Đấy, mức này là mức tầm trung, đấy, rất là đẹp. Máy này là máy cao cấp. Con này các bác chỉ cần hút thuốc, nhả hơi thuốc cái là nó sẽ cảm biến này, nó cực kỳ nhạy. Đây là cảm biến mùi này, và đây là cảm biến bụi này. Có bụi là nó báo đèn vàng, nên là khi dùng thường xuyên thì toàn bộ là toàn màu xanh hết, nó rất là trong lành. Và nếu như bác nào chỉ cần hút thuốc phát nó chuyển màu vàng là báo cảnh báo ô nhiễm, và chuyển sang màu đỏ chót là cảnh báo ô nhiễm nặng, cực kỳ là tuyệt vời đấy. Và mùa nồm nó hút ẩm cực kỳ khỏe, cả một ngôi nhà 2 tầng, nhà ống đóng kín cửa xung quanh vào thì những ngày nồm như này không biết nồm là gì, khô cong luôn, rất là sướng. Còn nếu không có máy này thì đổ như kiểu nhà cửa sân sướng như đổ nước luôn. Bây giờ chỉ cần bước chân ra bán mái nhà em kia là nước gần như vỏng lên luôn, như trong nhà khô cong, không có biết mùa nồm là gì. Đấy, là đồng tiền bát gạo bỏ ra nó đều có cái cuốn hút và đều có cái thực tế luôn, phục vụ cực kỳ tốt cho nhu cầu sức khỏe và môi trường. Đó, hàng cao cấp VIP nhất thị trường Nhật Bản. Con này chạy nguyên bản điện 100V, các bác dùng trực tiếp cắm vào điện điện đổi nguồn sang điện 100, nên các bác không nên chuyển đổi điện vào con máy này, để nó nguyên bản, nó đảm bảo cái công suất cũng như là chất lượng của máy. Đấy, dây rất là dài nên dây nguyên bản hết 100%, tất cả nguyên bản nguyên siêu, rất đẹp luôn. Con này phải nói là cực kỳ đẳng cấp, dùng con này một ngày thôi, bác nào chỉ cần dùng một ngày thôi là biết cái giá trị và không thể rời xa em nó. Đấy, không thể rời xa em nó, rất là đẹp, rất là chất, phục vụ cực kỳ tốt, môi trường rất là thông thoáng. Máy Daikin rất là nhiều tầng lọc thô là lọc kép và lọc tĩnh điện, khử mùi diệt khuẩn bằng trimmer,
Tất cả vỏ bông là cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Con này là đẹp 95% này. Đấy, các bạn nhìn này, long lanh chưa? Nhưng hàng Nhật nó có rất là nhiều cái phân khúc. Có những cái con cũ nát nó có thể rẻ, rất rẻ. Đấy, có những con hàng tuyển long lanh nó vô giá, nó là gọi là vô giá. Nhưng tại sao hàng Nhật phục vụ cho các cái tầng lớp, những người bình dân sử dụng này, những người chung thì có thể vừa sử dụng vừa trưng bày một chút này, và những người cao cấp thì lại hàng tuyển để người ta chơi, sử dụng nhưng mà lại đồng thời là trưng bày và chơi. Đấy, nó, hàng Nhật xịn nó có rất là nhiều cái phân khúc và phân theo độ đẳng cấp sử dụng. Nên hai con này là phục vụ cho các khách hàng VIP, có nghĩa là khách hàng đòi yêu cầu, đòi hỏi là gọi là xuất sắc nhất, đòi hỏi kỹ nhất. Nên là phục vụ vừa sử dụng, vừa trưng bày, vừa chơi. Nên căn phòng các bác mà đẹp ấy, vào thì các bác không thể bày những con máy xấu được. Nên là máy đẹp nó có giá trị rất là nhiều đối với những các bác gọi là kỹ về phần trưng bày, vừa sử dụng vừa trưng bày. Con này bảo vệ sức khỏe cực kỳ tốt luôn. Mùa nồm nhà không biết nồm ẩm là gì, rất là khoái. Đóng cửa vào xong rồi bật máy lên suốt ngày, dùng suốt ngày, cắm như tủ lạnh các bác nhá. Dùng quanh năm ngày tháng, không kén mùa như máy hút ẩm không. Máy hút ẩm không thì các bác chỉ dùng được mấy hôm mùa nồm thôi. Nhưng máy này dùng quanh năm luôn. Các bác dùng cực kỳ tốt và không muốn tắt đi luôn. Các bác chỉ tắt cho nó nghỉ một lúc nào trong đêm hôm các bác đi ngủ thôi thì tắt thôi, chứ còn dùng cực kỳ sướng mà không muốn tắt. Đấy, hai phân khúc máy đẹp xuất sắc luôn. Quả này là nguyên siêu 100% mới tinh. Đấy. Đây là khay nước chứa nước bù ẩm này. Bác đổ nước sạch vào đây này. Đấy là nó sẽ khi nào mà cần đến bù ẩm, điều hòa mùa hanh khô là lấy nước đây. Còn khay này là khay chứa nước hút ẩm này. Đấy, 4 lít rưỡi một cái khay này. Nếu như mùa nồm như mấy ngày hôm nay thì chỉ tầm khoảng 2-3 tiếng là nó đầy ắp một cái khay 4 lít rưỡi nước. Đấy, bác đổ đi. Nên nó thanh lọc cho không khí nó luôn khô và luôn là an toàn. Khô khan không biết lớp nhớp là gì, nhưng khi bước chân ra ngoài bán mái, nhà em đóng cửa kia là bước chân ra ngoài bán mái không có máy này đó là gần như là bây giờ là chảy nước rồi. Trong nhà khô cong rất sướng, trong nhà ống 2 tầng không biết nồm ẩm là gì. Xin cảm ơn, bác nào có nhu cầu liên hệ số 0772260096, ship hàng toàn quốc.